Ông lão đánh cá và gã hung thần. Nhà xuất bản Văn học. Ngày xưa có một ông lão sống bằng nghề đánh cá. Một ngày, ông lão quăng lưới xuống biển. Khi ông định kéo lưới lên, cảm giác hôm nay lưới thật nặng. Ông cố gắng hết sức. Cuối cùng, ông cũng kéo được lưới lên bờ. Nhưng kỳ lạ thay, trong lưới chỉ có một cái bình, miệng bị bịt chặt. Ông lão đánh cá nghĩ đi nghĩ lại, rút cục bên trong chiếc bình này là thứ gì? Thế rồi ông cẩn thận mở nắp bình ra. Nhưng ông chỉ nhìn thấy một luồng khói xanh bay lên từ trong bình, lơ lửng bay lên không trung, hóa thành một gã hung thần đáng sợ. Ông lão đánh cá sợ hãi, toàn thân run rẩy. Lúc này, gã hung thần mở to miệng hét lên với ông lão. Này lão ngư, ông sắp phải chết rồi. Gã hung thần nói, tại sao vậy? Ông lão lắp bắp hỏi. Nghe xong câu chuyện của ta, ông sẽ hiểu thôi. Gã hung thần nói. Ta và thiên đế đối đầu với nhau. Ta khiến hắn nổi giận. Hắn đã bắt ta nhét vào chiếc bình này. Gã hung thần nói. 100 năm đầu tiên, ta nói với chính mình, nếu có ai đó cứu ta, ta sẽ cho người đó rất nhiều của cải, không tiêu hết. Nhưng không ai đến cứu ta cả. 100 năm thứ hai, ta nghĩ, nếu có người cứu ta, ta sẽ giúp người đó đào báu vật ở dưới đất. Nhưng cũng không ai đến. 100 năm thứ ba, ta thề rằng, ai đó cứu ta, ta sẽ thực hiện cho họ 3 điều ước. Nhưng kết quả, không ai tới hết. Tới 100 năm thứ tư, ta lại nghĩ, người nào cứu ta, ta sẽ cướp đi sinh mạng của người đó. Và ông thật không may. Gã hung thần dữ dằn nói. Ông lão đánh cá nghe xong câu chuyện của gã hung thần, sợ đến tim đập chân run. Lúc này, ông bỗng nghĩ ra một cách. Ông run rẩy nói với hung thần. Ông nói ông bị nhốt trong chiếc bình này, nhưng ông to như vậy, làm sao có thể chui vào đó được chứ? Ông không tin sao? Gã hung thần hỏi. Đúng vậy, cái bình nhỏ như vậy mà ông thì to lớn như thế. Ông lão đánh cá trả lời. Vậy hãy mở to mắt nhìn đây. Gã hung thần lắc lắc mình, biến thành một luồng khói xanh, từ từ chui vào trong bình. Đợi khói bay cả vào trong chiếc bình, ông lão đánh cá liền lập tức đóng chặt nắp bình lại. Gã hung thần hét lớn ở bên trong. Bây giờ ông đã tin chưa? Mau thả ta ra đi. Ông lão đánh cá lắc đầu, gắng hết sức ném chiếc bình trở lại biển cả. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bé ơi, các bé thấy câu chuyện hôm nay có hay không nào? Hẹn gặp lại các bé ở những câu chuyện sau. Chúng mình sẽ cùng giở sách và phiêu lưu vào thế giới cổ tích kỳ ảo nữa nhé.